Cái này cái nu bồ công nha bạn. Cái này nu cũng nó già ra lắm. Cái cây này là mình trồng hồi, cái này là cái lô này là mình mua là mình biết nguồn gốc luôn. Cây này 4 5 tuổi nè. Còn cái tàn này mình trồng mới có cái tàn này mình uống chơi giải trí thôi, chứ còn mấy muốn nuôi cốt giật nhịp thì phải nuôi vô nha các bạn. Mình uống theo kiểu lấy phơm thôi, uống kiểu lấy phơm khoảng cái tàn cái tược này ra hình như được khoảng mấy tháng à? 2 3 tháng vậy, hình như 2 tháng 3 tháng mình uống. Cái tược cả vậy mà vô kẽm nó dễ bị chai lắm, bởi nhiều phải chăm chăm nó ra nuôi từ từ lên các bạn ơi. Cây này nói chung sẹo cũng không có, có một cái sẹo ngọn ngay chỗ này, với cái sẹo mấy cái sẹo này không đáng kể. Vô phơm hàng chợ, vô kiểu vô phơm luôn, khổ nuôi cốt diệt nhiệt các bạn. Mấy cây này chơi giải trí mà nuôi đẹp lắm nha, hãy nuôi từ gốc tới ngọn luôn, nuôi công bán gửi luôn cái tô luôn, cái tô con phở nè, tô này của vợ mua nè, đem ra khoan cái lỗ rồi, nhiều khoan cái lỗ, hai lỗ các bạn, khoan 2 lỗ trồng luôn. Cái này mốt nó, cái này mốt nó ra cái đỉnh tược ngay chỗ này nha các bạn, nhìn vậy chứ mốt nó ra cái tược ngay chỗ này rồi đảo ngược qua cho mấy đây. Cái này bẻ cành làm ngọn, từ từ nó ra là cái ngọn sao các bạn. Còn nếu mấy bạn dựng lên á thì mốt phải giật nhịp, cái đó dành cho những người nuôi lấy cốt, nuôi cốt nó lấy ngọn. Cái đó mỗi người mỗi cách, rồi suy nghĩ về cái cách làm tàn nha các bạn. Cái này mình bẻ làm ngọn, mình chọn ngay cái mắt cành nè, mốt sẽ nó sẽ ra lại cái tược ngay cái này, nó lên thành cái ngọn lại, rồi mình lấy cái ngọn này mình lại bẻ làm cành qua bên đây nó qua khoảng không bên đây nữa. Này bẻ theo kiểu làm tàn liền nha mấy bạn. Còn như nuôi cốt thì dựng lên thì nó mau lớn hơn, như nuôi cốt thì mình bẻ mấy cái đầu tược này mình dựng lên mình nuôi, cái đó là nuôi cốt nha bạn, nuôi cốt giật nhịp rồi sau này cái cốt cành nó bự hơn. Con này mình bẻ vô hàng chợ vậy, bẻ lấy phơm liền luôn, chơi giải trí các bạn ơi. Cây rẻ tiền chứ không gọi là cây mắc tiền được, cây mắc tiền thì mình không phải nuôi, nhưng mà cái cây này là nuôi nha, nuôi đẹp, nuôi công nha bạn, bán gãy luôn cái tô luôn mấy bạn ơi. Vậy các bạn để giày ôm vô phơm luôn, mốt chơi liền luôn, chơi giải trí đó, có cái phơm cơ bản, mốt nó ra mấy cái xương này dặm vô từ từ, mốt nó kín lên nhìn nó. Nói chung mới nước đầu thì nhìn nhiều khi hình dung cái cây nó chưa ra, số người mới biết chơi nhiều khi hình dung cái cây nó chưa ra, còn như anh em rành nghề thì nó khác, số người rành nghề thì nhìn được cái phơm liền, hoặc là người ta không thích cái phơm này có thể người ta nuôi một cái phơm khác nữa, người ta không thích cái dáng này người ta dựng cái cây lại người ta làm cái dáng khác nữa. Còn như một số người mới biết chơi mà nhiều khi nhìn cái cây không ra, uống không ra, uống không được nữa, nhiều khi đặt công kẽm vô không biết uống từ đâu hết á, và cái cành nào bỏ cành nào lấy cũng nhiều khi cũng phải đắn đo nữa, như do dự không biết là cái cành đó uống như thế nào. Đó, mới thì nó vậy mà, cái này mình nói cho người mới nha bạn, còn ai biết rồi thì biết rồi coi như bỏ qua đi. Mình nói cho số người ta chưa, nhưng ta chưa biết gì, mình không nói là mình biết nha bạn, cái này là mình nói theo cái quan điểm của mình thôi nha. Còn nhà ai là chân nhân bất lộ tướng thì cứ coi giải trí thôi, thấy cái cây này rẻ mua thôi, còn vấn đề uống éo thì tự suy nghĩ thêm. Nuôi công nha bạn, lên nói chơi giải trí thôi các bạn ơi, chứ mình không có bao ship luôn, anh em đa phần là mình sẽ bao ship, gửi luôn cái tô luôn nha mấy bạn. Cây này cái hoành khoảng 20, để cái chai cho bạn, cây này hoành khoảng 20, già cây lắm, cây này trồng được 4 năm rồi các bạn, cây này trồng từ lúc cái nhánh là được 4 năm rồi đó, cái cây này trồng được 4 năm rồi, còn cái nhánh này, cái tàn này là mới có 2 tháng rồi nha các bạn, tàn này khoảng 2 tháng rưỡi gì hả, mới ra tược mình mới uống thôi.